Con xin cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước đã thương yêu con rất nhiều. Con không ngại đường xa, lặn lội đến cho tiền con để con trị bệnh. Con hứa con sẽ cố gắng sống luôn với đứa nhỏ. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay Phong Bụi trở lại thăm gia đình của An và Tâm. Cách đây không lâu thì Phong có chia sẻ một cái đoạn clip ngắn về câu chuyện đó là người cha ói ra máu và nguy cơ thì bỏ lại ba đứa nhỏ. Ở thời điểm đó thì An đang nhập viện ở bệnh viện 115 và ba đứa con nhỏ thì rất là nhớ ba nhưng mà không thể nào vào thăm do dịch Covid. Thì hôm nay thì Phong trở lại thăm gia đình và gieo duyên cái món quà của quý cô bác anh chị ủng hộ cho gia đình với tổng số tiền đó là 28,5 triệu và cập nhật thêm cái tình hình sức khỏe của An như thế nào nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nhà. Hiện giờ thì gia đình thì đã đầy đủ rồi. Anh lớn đang học hơn. Dạ. Hôm nay thì em trở về nhà được bao nhiêu ngày rồi? Được 5 ngày. 5 ngày rồi. Nằm 2 cái bệnh viện. Hôm trước thì anh thăm thì em nằm ở bệnh viện 115 đúng không? Dạ. Thì hiện giờ em nằm sau đó thì em chuyển sang bệnh viện nào? Quận 11. Vì sao vậy? Thiếu máu nặng. Chào chú với con. Chú. Trước anh gặp vợ em là nằm đây nè. Xong về mấy ngày sắp xếp nhà cửa đi vô truyền máu. Và xuất viện được hôm ngày 10 tây. Thì hôm nay là được 8 ngày rồi đúng không? Mới về cái này. Gia đình mình cũng vừa mới chuyển sang cái nhà mới. Dạ. Nhà này thì thuê bao nhiêu một tháng? 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Cảm giác nó mát mẻ hơn. Dạ, mát hơn nhiều rồi. Rồi anh hai đang học bài hả? Dạ. Có thích đi học không? Dạ có, thích. Còn hai nhỏ nè. Quậy. Hôm nay em ở bệnh viện 115 á. Dạ. Là có mẹ em chăm sóc. Dạ. Mấy đứa nhỏ thì nó không vào thăm được, lúc đó như thế nào? Buồn. Em kêu vợ em chở vô mà không ai cho vô đó. Hôm qua ngày sau em coi được cái video em khóc. Em nhớ gì nhất khi mà thấy mình bỏ con? Nhớ mới đi còn. Là lúc đó em muốn nhà trên kia ngay chỗ kinh trung ương á, lúc đầu anh em dọn đi nuôi trai á, mà chỗ nó xa quá, với mấy cô chú là kêu em dọn đi không cho em ở, tại vì nó ở bệnh viện ấy á, nó không hợp sức khỏe em dọn cho em ở. Khi mà em xem cái đoạn băng mà anh chia sẻ là ba đứa nhỏ nó ngồi gì để hè, dạ. Anh với mẹ của em tức là bà nội, dạ. Thì lúc đó em thấy cái mặt nó như thế nào? Em buồn, em nhớ con. Anh nhớ là lúc đó là nè, mẹ em nè. Dạ. Với mấy đứa nhỏ này anh ngồi đây nè. Dạ. Rồi sau đó nói chuyện qua điện thoại hả? Dạ. Ông nào là nói chuyện được đâu? Là chú. Hôm bữa ba nhập viện sao? Nói chú nghe đi. Ba nhập viện chết. Ba nhập viện sao con? Dạ kìa. À, lớp ông ở ba nhập viện sao kìa? Ba nhập viện sao nói nè? Lâm. Ba nhập viện ông bị gì nhập viện? Nói. Thành ba nhập viện ông bị gì? Mẹ ói mà má. Sợ không? Sợ. Vô. Rồi khi mà em được tiếp xúc được mấy đứa nhỏ thì lúc đó như thế nào? Em mừng. Em về em nằm bển là người ta hắt xong rồi cho em về. Về kêu em là một tay qua tái khám. Tái khám xong mấy ngày sau mới nhập viện. Không nhận đâu. Về mấy ông mừng, gặp mấy ông mẹ mừng. Từ hôm đó giờ là mọi người chia sẻ nhiều không? Dạ nhiều. Có nhiều cô chú ở xa chạy lên tượng tước nhà em trên kia kìa. Em cũng cảm ơn rất nhiều cô chú luôn. Dạ, nếu mà không có cô chú không em không biết sao nữa. Hôm bữa giờ là chi phí điều trị cao không? Dạ cái này á là em nằm bên đây á với hai cái bệnh viện quận 1 này, nó chuyển em qua kia là hết là 7 triệu, còn cái này em truyền máu là 5,670,000. Dạ. Vậy là được 12,713,000 đấy ha. Dạ. Tại vì nếu mà cái này em có bảo hiểm, nếu mà lúc trước không bảo hiểm là mắc nữa. Nhưng mà vừa rồi cái em tái phát trở lại á thì em ối ra máu. Dạ. Sức khỏe của em giờ điều trị nó có phục hồi lại so với xưa không? Dạ không, cái gan thì uống thuốc của chị tưởng á, chị dắt đi uống thuốc á là nó ổn hết rồi, mọi chức năng là ổn hết rồi.
Bây giờ chỉ còn cái này là 3 tháng với 6 tháng là phải nội soi lần lần, hắt lần lần. Nếu không là nếu bị vỡ nữa. Là con nói chung là cái này là nó đi theo suốt tới già luôn. Như vậy là hôm bữa là uống thuốc của chị Tưởng là đến bây giờ là ổn rồi. Ổn cái gan rồi. Rồi còn cái phần giãn tĩnh mạch thực quản là nó đi theo tới già luôn. Nó không bao giờ hết được. Thi thoảng thì em phải xảy ra tình trạng đó là ối ra máu tiếp. Dạ. Giống như 3 tháng là phải nội một lần, hắt một lần. 6 tháng kiểm tra một lần nữa. Không có để nữa. Con mày mất thằng này. Mày. Mày quá. Nghe không? Về rồi nó vui lắm. Về là thấy mấy đứa nhỏ là vui lắm. Dạ. Bây giờ em trở về nhà rồi thì dự tính kế hoạch của hai vợ chồng tương lai sắp tới như thế nào? Là chiều nay bà nội bà qua giữ vợ em đi làm trước, em nhà em giữ con cho ổn định sức khỏe đó. Lúc trước có cô chú lên thăm em á, rồi có cho em một số tiền á, em đã đóng hết 4 tháng tiền nhà rồi. Là em yên tâm rồi. Đóng tại tiền nhà này luôn. Dạ. Mà được trước 4 tháng luôn. Được trước 4 tháng luôn. Là em yên tâm về mặt cái mặt tiền nhà rồi. Bây giờ em đi làm là chỉ đây lúc qua ngày ăn uống này kia. Nếu mà tiền nhà tiền điện luôn là mỗi tháng là 2,5 triệu á. Dạ cả đó. 2,5 triệu là mở mắt ra là một ngày gần 100 ngàn rồi. Dạ. Làm gì làm thu nhập ít nhất một ngày 200 ngàn mà đủ nuôi tiền cơm nữa. Dạ. Em thì lúc trước là em còn khỏe mạnh nên em mua dây chai lại. Mà sau này cái nó phát bệnh cái ấy là thua luôn. Thua. Em cũng tính này nọ ghê lắm, em tính học bằng lái xe này kia để đi làm và cuối cùng sức khỏe không có. Bây giờ bệnh em là suốt đời rồi. Dạ. Hôm trước em nhớ là cái điều mà em tâm sự tụi anh á là mình sợ nhất là gì đó? Sợ nhất bỏ mấy đứa nhỏ lại. Nên ra đường nó không biết sống sao. Nhưng mà như anh Long anh biết được chưa? Ý thức được chưa? Dạ chưa, con thằng lớn ý thức được rồi. Là biết được là lo sợ. Đi, bà nó đi đâu nè, bà cho con đi theo đi. Cái gì bà xỉu con đỡ bà. Long ấy hả? Anh này nè. Nó lớn nó có ý thức rồi. Giờ em ráng gán lo cho nó ăn học. Anh thấy là mấy đứa nhà mình á. Dạ. Nói là nghe chứ không có nghịch nha. Ví dụ dạ. Nghịch giận giỡn nhưng mà mình kêu im lặng là im lặng liền. Dạ. Bà anh em nó ở đây nó mát mẻ, có hàng xóm tiếp xúc. Ba đâu con? Ba đâu? Ba đâu? Ba đâu? Ừ. Ba đâu rồi Phúc? Ba đâu Phúc? Phúc? Ừ. Đóng đầu lắc bể đầu biết không? Ngoài đâu? Đi ra ngoài mẹ coi anh học. Nhưng mà tương lai mấy đứa nhỏ đi học á là em phải lo cái chi phí rất là cao. Mỗi đứa mỗi tháng như vậy phải 3 triệu tiền học. Dạ. Thì em tính toán như thế nào? Mà em có mấy cái chị bên kia bên sơ á, chị nó bên học lớp tình thương bên ngay Mã Lò á, ngay cái trường gì á, trường làng may mắn gì á. Là chị hứa chị giúp đỡ cho em hằng ngày đi học. Mình chỉ tốn tiền sách vở thôi. Mà dự tính là em chuẩn bị gửi cháu vào trường sơ. Dạ. Cho nó học. Vậy cũng được, có cái chữ cho nó khôn. Dạ, cho nó làm cho nó biết cái chữ. Rồi hiện giờ em cũng tạm là cũng vẫn ở nhà thôi. Rồi dạ. Để cho Tâm đi. Dạ. Chiều nay với mai là bắt đầu giờ em với vợ em đi kiếm việc làm. Cho vợ em đi kiếm việc làm. Thì em đến thì anh có cái món quà, anh muốn chuyển cho em. Thì hôm bữa là anh đăng tải clip được 2 tuần rồi. Dạ. Thì anh nhận cái tổng số tiền đó là 28,5 triệu. Trước hết thì anh đại diện gia đình mình cảm ơn anh Kevin Vũ ở bên Mỹ gửi cho gia đình mình 200 đô. Facebook Trang Trần 200. Chị Hiền ở Hóc Môn 2,1 triệu. Chị An ở 500. Chị Hiền ở Hóc Môn gửi thêm 400 nữa. Minh 1 triệu. Chị Trang 200. Một bạn không nói tên vào ngày 28 tháng 4 500 và 100. Nguyễn Đình Thanh là người bạn của anh bên quận Tân Bình 3 triệu. Anh này sau khi mà xem cái hình ảnh của em thì anh có chia sẻ rất là nhiều. Anh gửi cho gia đình mình 3 triệu. Một bạn không nói tên vào ngày 28 tháng 4 300. Huỳnh Thị Thu Vân 500. Chị Châu 200. Nguyễn Thị Kiều Linh 500. Linh Đàn 100. Phạm Trường Giang 300. Em Quỳnh 200. Phương Thảo 200. Một chị có nickname là TQM 1 triệu. Em Nhân 300. Thảo Vi 100. Đỗ Trường Thi 1 triệu. Lương Thổi Yên 300, Lê Quang 200, chị Từ Phường ở Quy Nhơn 400, Nguyễn Thị Hồng 100,
Phòng Công Hữu 500, một bạn không nêu tên ngày 29/4 200. Cô nữ 2.3 triệu, Di Phượng 1 triệu, Kiều Nguyễn 1 triệu, Huyền 500, Trần Bá Trung 200, chị Ni 200, Thuận 200, một bạn không nêu tên 500, Nguyễn Thanh Nam 300, Cao Tu Kinh 1.5 triệu, Nguyễn Quang Vinh 1 triệu, Châu Nguyệt Thanh 300, Huyền Trang 500, Em Vinh 400. Số tiền mình tổng kết cách đây vào ngày 11/5, tức là cách đây khoảng 7 ngày trước. Có một số cô chú có gửi nữa thì hẹn lần sau mình sẽ tiếp tục gửi cho gia đình. Trước hết thì anh gửi cho em số tiền 28.5 triệu ha. Trước hết em xin cảm ơn, con xin cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước đã thương yêu con rất nhiều, không ngại đường xa lặn lội đến cho tiền con để con trị bệnh. Con hứa con sẽ cố gắng sống luôn với đứa nhỏ. Hôm trước thì em nằm viện thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà nhờ cái món quà của mấy cô chú á, thì cũng san sẻ được cái phần viện phí cho em ha. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi Lâm có nói gì không? Còn Lâm cảm ơn cô chú đây con. Phú cảm ơn, Phan Tài là cảm ơn Phú. Phú ơi. Anh hai ơi. Phan Tài là cảm ơn cô chú nói chuyện nè. Xuống đây. Con học chữ gì rồi? Thôi con lại ghế thôi, để qua đây. Cảm ơn cô chú. Con nhắn gì cô chú nè? Nói đi. Anh hai. Ba con vừa rồi bị gì? Hỏi ra máu con sợ không? Con sợ gì nói cho chú nghe đi. Sợ gì nói chú nghe kìa, bữa họp. Không. Rồi giờ Tâm đỡ nó chưa? Dạ. Nói tiếp. Mấy cái ngày mà An nằm ở bệnh viện quận 11 á, dạ, thì Tâm có được vào không? Dạ không, dạ không gì. Mấy ngày đó dịch nó căng quá không cho vào. Rồi ai chăm sóc chồng mình? Dạ bà nội. Bà nội. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ, cả bản thân Tâm lúc đó ở nhà thì tâm trạng như thế nào? Dạ. Mấy ngày mà mình ở nhà rồi chồng nằm bệnh viện á, thì tâm trạng như thế nào? Cái đó không nói sao chứ, cảm nó thấy thiếu gì, ở nhà 7-8 năm mà nhưng đột ngột không có ai ở nhà hết trơn, có mấy mẹ con. Nhưng mà giờ về nhà rồi ổn rồi đúng không? Dạ. Hy vọng rằng là chịu khó uống thuốc rồi anh hết bệnh. Dạ. Rồi vợ chồng nghe nói ảnh nói cho em biết là bác sĩ nói là gan dạo này khỏe rồi, mừng dễ sợ luôn. Đâu cái thuốc của chị Tưởng đó, cho anh bảo thử đi. Hôm trước là chị Tưởng với An thì xuống dưới một thầy thuốc ở dưới Bến Tre và mua những cái gói thuốc này với giá là bao nhiêu Tâm? Cái là ảnh với chị Tưởng đi bóc, em không có biết. Là 750. 750 ngàn một mười thai ha, là mỗi ngày một thai. Ừ, bị thuốc bắc. Đang nấu. Thuốc bắc. Đây cái bình nấu thuốc đây đúng không? Dạ. Và uống một thời gian rồi bệnh gan đã giảm rồi. Giảm dạ. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Bác sĩ nói là men gan của ảnh đỡ rồi. Trước nó cao lắm mà bây giờ nó đỡ rồi. Dạ. Hy vọng rằng là cái căn bệnh thứ hai nữa là liên quan tới xuất huyết bao tử đúng không? Dạ. Thì sẽ hết rồi, vợ chồng ổn định hơn. Dạ. Anh cũng đại diện mọi người cảm ơn. Dạ. Mạnh Thường Quân đã san sẻ cho gia đình một thời gian dài. Dạ. Mừng nè. Dạ. Vui về nhà vui.